Cập nhật tình hình giá vé mới giữa Việt Nam và Trung Quốc nha cả nhà. Điều chỉnh giá vé máy bay chuyến bay Việt Nam Airlines giữa Việt Nam và Trung Quốc với hành trình từ Việt Nam đi Trung Quốc theo yêu cầu về phòng dịch, khách phải tham gia cách ly trước khi bay 4 ngày. Giá vé đã bao gồm chi phí cách ly tại khách sạn, ăn 3 bữa cộng thêm chi phí test Covid trong thời gian cách ly, cộng thêm là xe đưa sân bay theo lộ trình khép kín, cộng thêm nữa là hướng dẫn xin mã xanh quay về Trung Quốc theo yêu cầu của sứ quán. Căn cứ tình trạng chuyến bay, giá vé sẽ có sự thay đổi liên tục. Đầu tiên là giá vé máy bay từ Hà Nội sang Nam Kinh. Ngày 27 tháng 8 giá vé là 86 triệu. Ngày mùng 3 tháng 9, mùng 10 tháng 9, 17 tháng 9, 24 tháng 9 với cả là ngày mùng 1 tháng 10 giá vé là 78 triệu 900 ngàn đồng. Tiếp theo từ Sài Gòn bay sang Hàng Châu, ngày 25 tháng 8 giá vé là 86 triệu 500 ngàn đồng. Ngày mùng 1 tháng 9, mùng 8 tháng 9, 15 tháng 9 và ngày 22 tháng 9 giá vé là 79 triệu 100 ngàn đồng. Sài Gòn qua Quảng Châu giá vé ngày 28 tháng 8 là 65 triệu 200 ngàn đồng. Mùng 4 tháng 9 là 88 triệu 600. Ngày 11 tháng 9, ngày 18 tháng 9 là 65 triệu 200 ngàn đồng. Còn vé bay từ bên phía Trung Quốc về Việt Nam, từ Nam Kinh về Hà Nội nhé, là ngày 20 tháng 8, ngày 27 tháng 8 giá vé là 34 triệu 300 ngàn đồng. Ngày mùng 3 tháng 9, mùng 10 tháng 9, 17 tháng 9, 24 tháng 9 giá vé là 30 triệu 600 ngàn đồng. Và bay từ Quảng Châu về Hà Nội ngày 18 tháng 8, 25 tháng 8 giá vé là 34 triệu 300 ngàn. Mùng 1 tháng 9, mùng 8 tháng 9, 15 tháng 9 giá vé là 30 triệu 600 ngàn. Và bay từ Hàng Châu về Sài Gòn ngày 18 tháng 8 là 30 triệu 600 ngàn Việt Nam đồng. 25 tháng 8, 25 triệu 800. Mùng 1 tháng 9, mùng 8, 15, 22, 29 với cả 29 tháng 9 là 23 triệu 200 và ngày mùng 6 tháng 10 giá cũng sẽ là 23 triệu 200. Nhưng mà mọi người lưu ý là cái giá vé này sẽ được điều chỉnh còn tùy vào tình hình dịch bệnh nữa nhé.